nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, từng là bạn học của quốc vương Sihanouk của Campuchia. Nguyễn Thị Bình tên thật là Nguyễn Thị Châu Sa, sinh ngày 26 tháng 5 năm 1927 tại làng Tân Hiệp, quận Châu Thành, tỉnh Sa Đéc, nay là Đồng Tháp. Trong một gia đình có truyền thống cách mạng, ông nội của bà là nghĩa binh trong phong trào Cần Vương, cha của bà là Nguyễn Đồng Hợi, mẹ của bà là Phan Thị Châu Lan, con gái của nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh. Bà là chị cả trong 7 chị em, 4 trai 3 gái. Vì công việc, cụ Hợi phải đi làm nhiều nơi và ở lại đó một thời gian dài nên cụ mang vợ theo. Họ sống trên một chiếc ghe bầu lớn, rong ruổi khắp các tỉnh Nam Bộ. Sau đó, gia đình bà chuyển qua Campuchia, sống ở đại lộ Miche, thủ đô Phnom Penh. Ở Campuchia, bà Bình theo học tại Lycée Sisowat, trường trung học lớn nhất Campuchia, chỉ dành cho con cháu hoàng tộc Campuchia và người Pháp học. Nguyễn Thị Châu Sa khi đó là bạn học với hoàng tử Sihanouk, sau này là quốc vương của Campuchia.